Xin chào quý vị, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị thiết kế một dạng game mới, một dạng game nối từ. Đầu tiên, tôi sẽ chọn vào nút Grid Activity, sau đó kéo đến và chọn game nối từ, đó là dạng game Label Diagram, chúng ta sẽ chọn vào. Để thực hiện được game nối từ thì đầu tiên tôi sẽ phải tải lên một cái hình ảnh. Tôi đã chuẩn bị sẵn cái hình ảnh và sẽ tải nó lên. Thì như quý vị thấy thì đây là một bài học về nhận biết các loại trái cây. Nội dung của trò chơi là tôi sẽ viết ra các từ ngữ của từng loại trái cây. Nhiệm vụ học sinh sẽ là nối các từ ngữ đó với các loại trái cây tương ứng. Đầu tiên ở cái dòng số 1 thì tôi sẽ chọn đây là trái bí đỏ. Tôi sẽ ghi vào dòng chữ là bí đỏ. Sau đó sẽ chọn thêm một cái nhãn thứ hai. Nhãn thứ hai này là nhãn dưa leo, trái dưa leo. Tương tự thì tôi sẽ nhập cho các nhãn tiếp theo đến nhãn số 8. Số 3 là trái chuối. Như quý vị thấy trên màn hình là tôi đã thiết kế ra 8 câu hỏi tương ứng với 8 loại trái cây và rau củ. Nhiệm vụ học sinh là sẽ nối các từ ngữ này với các hình ảnh là sẽ tạo ra đáp án đúng. Và sau khi thực hiện xong thì sẽ chọn nút Done. Tiếp theo nhấn nút Start để bắt đầu trò chơi. Như quý vị thấy trên màn hình, nhiệm vụ học sinh sẽ là nối các từ ngữ với các hình ảnh tương ứng. Ví dụ cà chua, chọn cà chua nối vào. Dưa leo, chuối, bắp cải. Trong quá trình chúng ta nối, nếu các câu từ với cái hình ảnh nó nằm ở các vị trí chéo nhau khó nhìn thì cuộc Word sẽ tự động chuyển đổi vị trí của chúng đến các vị trí dễ nhìn hơn và dễ quan sát. Như vậy là tôi đã thực hiện xong cái trò chơi và nối các từ ngữ để quý vị biết và thiết kế những cái dạng game tương tự cho học sinh. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và subscribe để chúng tôi có thêm động lực làm ra thêm được các video hữu ích hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.